Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Hôm nay tôi sẽ quay cái video về cái con Chevrolet Orlando. Con này là 5+2. Thanh lý giúp khách hàng ha. Con này đời 2011 rồi và khách hàng muốn bán với một cái giá là 360 triệu, giá này còn thương lượng. Thấy khách hàng này muốn đổi lên cái xe Terra 7 chỗ nên nhờ tôi bán giúp. Xe này đời 2011, chạy được 68.000 km rồi. Đấy, và bảo hiểm đôi con đủ nha. Tôi sẽ tí nữa tôi quay một vòng cho các bác xem về cái xe này. Đây cho các bác xem trước cái cà vẹt ha. Đăng ký lần đầu 2011 luôn nha. Xe này là chính chủ nha, một đời chủ thôi. Đây các bác có thể xem một số thông số trên này. Máy xăng 1.8, tiêu thụ nhiên liệu thì 10.8 lít. Lát nữa cho các bác xem nó hiện ở trên xe luôn. Đây sổ đăng kiểm nha các bác. Đây, sao rõ hết cho các bác xem. Thì khách hàng nào mà muốn thiện chí thì cứ alo đến tôi sẽ cho gặp trực tiếp khách hàng, giá trao đổi trực tiếp với khách luôn nha. Rồi con này là một con 5+2 ha. Ra về thông số xe này tôi không nhớ lắm đâu, ngày xưa tôi cũng bán Chevrolet này nè, nhưng mà ít bán con này lắm. Tôi cũng không nhớ rõ những cái thông số, tôi chỉ cho các bác xem thôi, các bác có thể tìm hiểu cái thông số ở trên mạng ha. Đấy. Nhìn nó khá là cổ điển, đời 2011 thì cách đây đâu 8 năm rồi. Xe Mỹ. Đèn nó đang bị hấp hơi rồi. Máy xăng 1.8 lít không tăng áp nha. Hồi đó thì động cơ tăng áp chưa phổ biến đâu. Toàn bộ 4 phanh đĩa hết nha các bác. Chạy 8-9 năm mà còn như vậy là cũng đi khá là ok đấy. Cái kiểu dáng nó hơi vuông vuông ha. Cái con Orlando này đời 2011 cho đến những đời 2017-18 thì nó không có khác là nhiều, nó chỉ thay được một xíu thôi. Nếu các bác phải tìm hiểu kỹ thì mới phân biệt được. LTZ là phiên bản số tự động nha, nó có hai bản, một bản số sàn, một bản số tự động. Bản số sàn hình như là mã là LT, con này là LTZ. Đời này nó không có camera lùi đâu, khách cũng không có gắn. Để mở lên nha các bác. Cốp mở bằng cơ nha. Con này 5+2 đang mở hai hàng ghế, cái hàng ghế 3 thì khách không có xài, người ta gập xuống luôn để đồ á. Nhưng mà ha, xe này 5+2 thì hàng ghế cuối nó chật lắm, chỉ trẻ em ngồi thôi, người lớn ngồi không nổi đâu. Những xe 5+2 đều là vậy cả. Xe Sài Gòn nha các bác. Cửa nặng, có rèm hết nè. Rèm hình như rèm chế vậy. Bật lên xuống BMW mới giữ chứ. Phiên bản này ghế da nha, zin nó là ghế da rồi. Đấy, nó như vậy đó. Để tôi mở xem coi nó. Rèm góc này là góc mở tối đa rồi. Góc tựa như này là hết cỡ rồi nha. Để xem có mở được. Ồ, cái ghế này là nhưng nó không có cái lẫy trượt tới, nó như thế này đâu. Nếu mà đi hai hàng ghế là như thế này. Khoảng đầu thì rộng lắm, khoảng chân cũng tương đối đó. Có cửa gió hàng ghế thứ hai nè. Đây là táp lô. Khách hình như là không có độ thêm cái gì cả, để nguyên bản. Số tự động này các bác. Nhìn cái khu vực táp lô này rất là giống mấy cái phi thuyền đó ha, vì ở giữa nó to. Đấy, đời 2011 đó các bác, để tôi lên trên cho các bác xem. Ghế là chỉnh cơ hết nha.
đèn thì đèn halogen đây, 67.900, 68.000 km, không có tua mày, không có tua số km gì đâu nha. Đấy, tiêu thụ trung bình 10,6 lít. Cái chuyện tiêu hao nhiên liệu thì tùy thuộc vào cái cách chạy của mỗi người nữa. Đang nghe FM ha. Cái này nó có cái hay lắm nè. Ở đâu rồi, khách mới bấm, tôi thấy bấm một cái là nó mở cái học này ra được. Các bạn thân mến, trước đây thì Hồng Ngọc Hà được biết đến với vai trò là một... Ở trong này nó có một cái học này, hồi nãy tôi thấy khách bấm mở mà sao tôi bấm không được, không biết cái nút nào. Tôi không rành về cái xe này ha. Đây có vỏ đĩa của Nga được nè. Đĩa này đĩa CD thôi nha các bác. Đấy. Xe này thiết kế lạ thật. Ngày xưa tôi cũng bán xe này, nhưng mà tôi làm bên Chevrolet một thời gian thôi, và tôi chưa bán được con Orlando nào, nên tôi tìm hiểu chưa kỹ lắm. Cái xe này cũng khó bán chứ không phải là dễ. Ngày xưa là khó bán rồi. Túi khí thì tôi nghĩ chắc cầm tầm 2 túi khí thôi, chứ không có nhiều đâu. 2 hoặc 4 túi khí thôi. Camera hành trình nè. Rộng, chiếc này rộng lắm các bác đấy. À, như các bác thấy đó. Các bác có thể tìm hiểu thông số ở trên mạng ha. Giá cả này kia các bác có thể tham khảo. Rồi giá mà khách hàng này đưa ra là 360 triệu. Thì đây là cái giá mà bên hãng xe Chevrolet người ta chào khách hàng. Nếu mà khách hàng mua cái xe Trailblazer bên đó thì người ta sẽ thu mua cái xe này lại với cái giá là 360 triệu. Thì khách hàng qua đây, khách hàng muốn mua cái xe Terra hơn, và khách hàng muốn bán ở một cái mức giá là 360 triệu, và giá nó có thương lượng nữa. Đó. Đó, tôi quay một vòng cho các bác rồi đó. Các bác có thể tìm hiểu chính xác hơn về cái thông số trên mạng ha. Tôi quay tôi giới thiệu cho các bác nào muốn mua về cái xe này đó, thì cứ alo đến cái số mà tôi để trên tiêu đề đó. Tôi sẽ cho gặp trực tiếp khách hàng luôn, đàm phán giá trực tiếp. Rồi nha, xin cảm ơn các bác.